Ở chùa Pháp một năm thì diễn ra 3 khóa tu. Và đây là khóa tu cuối cùng của năm. Và số lượng quý Phật tử là 1.000. Hiện diện ở đây thì không đủ 1.000, nhưng mà còn những tầng lầu trên thì họ sẽ xem qua. Dạ, trong đầu con hiện ra. Rồi vậy là con đọc được những bài kinh nào? Án A La Lợi Tỳ Xá Đời Bở Ra Bạc Xà Đa Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Đới Bạc Xà Ra Bàn Đà Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ông Phấn Ta Bàn. Rồi, giờ con đọc chú Đại Bi ha. Nam Mô Đại Bi Hội Hướng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Hướng Phật Bồ Tát. Thì lúc trước anh cũng có chia sẻ, trong đó cũng có chia sẻ rồi. Như bây giờ mình nói gốc kết lại cô bé Tường Lam. Vì cô bé Tường Lam là đi theo hiện trường, bằng sự thật, nói thật, làm thật. Đó là Phật trị bệnh. Chính xác luôn. Đúng rồi. Rồi. Tại màu xanh là đúng rồi, màu xanh là Phật trị bệnh mà. Quá chừng luôn. Quá có, ấy là Phật đó, mẹ đừng có nói giỡn nữa. Nhưng mà con đang nói cái vụ là Phật đó. Mẹ nói cái vụ Phật. Đang nói cái vụ Phật chứ. Ôi ôi, đang nói vụ Phật mà mẹ nói vậy là nói vậy là con rất yêu quý tất cả các người khó khăn. À vậy đó ha. Dạ. Lúc nào cũng rất là yêu quý những người khó khăn. Dạ, con rất là thích mặc áo lam và áo bà ba. Con rất là thích mặc áo lam và áo bà ba. Dạ. À. Dạ, con lập tượng Phật là con rất là sợ giả tất hai đích. Rồi chúng ta luôn coi cái này. Cười. Cười thì cười thấy anh cái này.